Hồi xưa mình tới khách hàng á, mình gặp dễ, mình ghé chơi trò chuyện, nhiều khi mình mua ký được ký cốc ký mận, mình ghé mình ăn, mình trò chuyện với khách hàng. Còn bây giờ mình không có làm được thì mình thay vì mình ghé khách hàng mua ký cốc ký mận, mình ăn, mình trò chuyện, mình tư vấn tâm tình, thì bây giờ mình điện thoại, cái chị tập trung, chị điện nói chung là điện ngồi điện, rồi ngồi không nổi có một nằm điện, ngồi không nổi điện nằm điện, phải điện khách hàng. Con chị ở Sài Gòn bây giờ em nó làm sao rồi, hoặc là chị ơi anh bây giờ kẹt ở Cần Thơ rồi, cuộc sống anh sao, chị có cần em gửi cái gì phụ chị lên cho anh không á. Nó có nghĩa là mình phải chăm sóc khách hàng đó, và mình phải quan tâm họ, mặc dù dịch hay là không dịch, mình vẫn phải quan tâm họ, phải đến bằng trái tim thật sự của mình đó với khách hàng, thì khách hàng mới cảm nhận được. Tận dụng tất cả những cái gì công ty đưa ra, mình tận dụng tại công ty làm sẵn hết rồi, mình chỉ còn ghép giữa người khách hàng mình với công ty thôi. Những chương trình hoạt thảo qua Zoom á, Nguyễn bắt đầu Nguyễn gửi, Nguyễn phân loại khách hàng. Cái hội thảo nào mà khách hàng cần Zoom á thì Nguyễn cho họ vô Zoom, còn khách hàng nào mà không cần Zoom thì Nguyễn sẽ gửi đường link Zalo á, rồi cứ gửi thì tất nhiên có người coi, có người sẽ không coi, nhưng mà ví dụ không coi thì đó là cái cớ để mình hỏi chị chưa coi hả, không sao, để khi nào có dịp em mời chị coi. Rồi sau đó mình chạy cái bản phí 70% họ không hiểu cái bản phí, họ sẽ không hiểu quá dài, họ không hiểu, nhưng cứ để cho họ coi, phải coi. Sau đó mình hỏi khách hàng từ phần nào anh chị chưa hiểu hoặc cô chú chưa hiểu đó, cái bắt đầu người ta hỏi, bắt đầu mình giải thích ngay chỗ đó là người ta hiểu nó, người ta phải tham gia với mình. Chứ mình cầm bản phí mà mình giải một lèo là họ sẽ không tham gia. Các bạn cứ liên tục tương tác với khách hàng đi, quan tâm khách hàng đúng lúc, đúng thời điểm thì khách hàng sẽ tương tác lại các bạn thôi. Đó. Tận dụng tất cả những cái chương trình của công ty đưa ra, các bạn cố gắng làm điều đó, các bạn điện và chăm sóc khách hàng, thì đó là mấu chốt của mùa dịch này thôi, mình chỉ làm có bao nhiêu đó thôi.